Chào các bạn, rất vui hôm nay nhà Việt TV chúng tôi có điều kiện quay trở lại chủ động và tiếp tục review các hạng mục khác trong công trình kiến trúc này. Thì clip trước chúng tôi đã review bên ngoài của Tam Bảo và tập trung vào cái dãy nhà đầu tiên, đó, dãy nhà này. Thì hôm nay tôi sẽ tiếp tục review cho các bạn là cái dãy nhà phía sau. Đây, chính là dãy này. Thì hai dãy này nối với một cái dãy nhà dọc được thu vào. Đây các bạn nhìn này. Thì vai trò cái dãy nhà phía sau này chính là hậu cung của Tam Bảo. Thì phía trong thì là hậu cung luôn luôn đóng cửa, không đi view được. Thế nhưng bên phía ngoài này thì kiến trúc rất đẹp, nên tôi muốn tách ra thành một clip riêng. Thì clip này chính là cái kiến trúc bên ngoài của hậu cung các bạn nhé, ở tòa Tam Bảo. Đây các bạn nhìn này. Bên phía mái thì về kiến trúc nó là một cái nhà một tầng và bốn mái. Các bạn nhìn thì sẽ ăn theo bề ngang sẽ hẹp hơn là cái nhà phía trước. Đây, cái chính là cái nhà này. Đấy. Thế nhưng ở đây là hoa văn đục rất đẹp, rất cầu kỳ. Đây các bạn nhìn này. Thế còn tôi review ở phía trên mái một chút cho các bạn coi nha, xem có gì đặc biệt không. Đây trên mái thì các bạn nhìn, nó tương đương với cái dãy nhà phía trước thôi. Đấy. Tính theo bề ngang chỉ hơi hẹp một chút thôi, còn về cơ bản thì là giống nhà phía trước. Đúng ạ. Đó. Ok. Bên mái thì không có gì đặc biệt. Cái vùng này vùng rìa mái này. Đấy, cũng vậy, rìa mái là bằng gốm nung. Đây, vùng tàu đào này. Đây, vùng tàu đào đây. Ok. Rồi, nó như dãy nhà phía trước thôi. Đây, các cái đầu bẫy hiên cũng không hoa văn đúng không? Đó. Thế còn đây là cái vùng này là cái nhà ở giữa ăn theo chiều dọc. Đấy, bảy hiên cũng không hoa văn. Thì ở cái dãy nhà này này, nó đặc biệt ngay từ bắt đầu là vách. Đó, các bạn nhìn thấy. Vách đục rất cầu kỳ đúng không? Và phía dưới này gạch lát này cũng rất đặc biệt. Đây là gạch nền nhé. Đây cái vùng này là cái gạch ốp này. Đây các bạn nhìn hay không? Thế lần nữa tôi sẽ review khá là chi tiết cho các bạn coi nhé. Còn đây là tôi dạng overview. Đây cái vùng này là cái vùng vách này. Đây là hông bên tả các bạn nhé. Tôi đang đi ra sẽ ăn ở phía sau của hậu cung ấy. Hậu cung của tòa Tam Bảo. Đấy. Vùng này là vùng phía đằng sau này. Đấy, tôi đứng hậu cung thì các bạn nhìn ở đây, mình bố cục này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Cũng là 5 gian. Thế nhưng mà có hai bên ngoài, cái gian bên ngoài là thu nhỏ lại. Thực ra nó sẽ tương đương với dĩ đúng hơn. Gọi là chính xác cái nhà này sẽ là nhà 3 gian 2 dĩ. Tại vì là hậu cung luôn đóng cửa, không vào nhìn được. Nên ra các bạn thông cảm nhé. Là chúng ta nhìn bên ngoài được rồi. Đây là cái vùng mái mà nhìn phía đằng sau này. Nó giống như cái dãy nhà ngang phía trước đúng không?
Và hai dãy nhà này với lại cái dãy nhà dọc ấy, nó sẽ tạo thành một chữ, đấy là chữ công. Bên này là cái hông này, hông bên hữu này. Cái kiến trúc nội công ngoại quốc ấy là cái kiến trúc mà ở tâm, tâm của công trình sẽ là chữ công, và bao quanh xung quanh các cái dãy nhà xung quanh sẽ tạo thành chữ quốc. Có một cái clip tôi giải thích là trong tam quan với ngoài tam quan là nội công ngoại quốc, đấy là sẽ có những cái biến thể như vậy. Thì tôi sẽ chú thích cho các bạn chữ công và chữ quốc mà chữ Hán ấy thì sẽ như nào nhé, để các bạn dễ hình dung. Thế thì có những cái công trình thì cái tòa Tam Bảo sẽ tạo thành chữ đinh. Chữ đinh tức là chữ tên ngược ấy. Đấy. Dần dần thì tôi cũng sẽ cố gắng học các cái tiếng Hán cơ bản. Thế đây các bạn nhìn này. Cái nhà này là nhà dọc nối hai cái nhà ngang đúng không? Thế thì cái nhà dọc này ở bên tả bên hữu đều có một cái cửa nhỏ đi ra. Đây. Tôi quay phía trong một chút. Thì cái hậu cung luôn luôn khóa cửa, đem ra là không thể vào được. Để đi với các bạn. Đó. Đấy, chỗ tôi đang quay cho các bạn đấy là chính là mặt phía trước của hậu cung đấy. Đây, có một bức tượng Phật. Đấy, phía trong này tôi sẽ review cho bạn sau nhé. Đây, tôi review để các bạn hình dung ra thôi. Ok. Tiếp. Đây các bạn nhìn hoa văn ở trên vách đúng không? Thì đây. Còn đây hoa văn này là hoa văn của gạch ở nền bên ngoài hiên này. Đây các bạn nhìn. Lạ không? Đây này, đây bát tràng các bạn. Nhưng mà hoa văn rất lạ đúng không? Cực kỳ lạ luôn. Đấy. Hai, bốn, sáu, tám. Đây một cái bông hoa tám cánh viền như này. Cái hoa văn này là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đây, còn cái vùng này là cái vùng độc ở chỗ khu xà ngưỡng đấy. Đó. Thế còn đây là cái vùng hoa văn độc trên cột này. Độc rồng. Thế còn đây, hoa văn này là hoa văn ở bát. Thế tiện đây tôi sẽ review luôn cho bạn là hoa văn ở trên cái bảy hiên nhé. Đây, vùng này vùng bảy hiên. Đó. Thế còn đây là cái đầu trơn đúng không? Ok. Thế đây là cái bảy chéo này. Nó ăn vào cái góc. Đây, vùng này là cũng là bảy hiên. Đó, các bạn nhìn cái gạch này, gạch lát lạ không? Rất lạ đúng không? Ok. Thì còn đây là cái gạch ốp này. Các bạn nhìn cái gạch ốp dài không? Dài. Cái này phải dài tầm khoảng 30. Đây. Một găng tay rưỡi. Và mỗi viên gạch, các bạn nhìn hoa văn là cái gì? Một con rồng. Kiến trúc cực kỳ lạ và ấn tượng. Ở đây thì có một cái bức phù điêu chữ vạn cách điệu này, tức là lấy cái ý tưởng hoa văn là nhiều chữ vạn xếp vào nhau. Đây là cái biểu tượng nhà Phật. Cái vùng tôi đang quay cho các bạn là cái vùng hông ở bên hữu đấy nhá.
còn cái hoa văn ở trên cái vùng dao của mái chéo với lại mái phẳng trước sau. Đấy, cái hoa văn này hoa văn đồ gỗ các bạn nhé. Đấy, các bạn thử so sánh xem lại xem là nó có giống với hoa văn của cái nhà ngang phía trước của Tam Bảo này không. Tôi quay ở clip trước đấy. Đây này, chính là hoa văn ở cái vùng chéo của cái nhà kia. Đó. Cái nhà Tam Bảo này thì tách ra có 3 cái nhà. Là 2 cái nhà ăn theo trục ngang và 1 cái nhà ăn theo trục dọc. Và 3 cái nhà này nó tạo thành cái chữ đấy, chữ đinh. À cái nhà, xin lỗi các bạn, chữ công. Đây là phía này là phía mặt sau, mặt hậu này. Đấy, các bạn nhìn này. Đấy. Ở đây, ở cái gian này là gian hông này. Có bức phù điêu được hình rồng này. Đó. Thì còn cái gian này là gian giữa này. Thì ở đây cũng có bức phù điêu được hình rồng. Đây các bạn nhìn cái hoa văn trang trí được hơi khác đúng không? Hơi khác so với cái gian hông. Đấy, khác đi một chút. Đây còn phía dưới gạch lát thì vẫn vậy thôi. Ở gạch ốp cũng thế. Đấy các bạn, đã bao giờ các bạn nhìn thấy cái kiến trúc của cái vách rồi cái trụ cột rồi cái nền cũng như là cái ốp thành của cái nhà nào như vậy chưa? Kiến trúc rất hiếm ấy. Chùa Đậu là một trong những cái ngôi chùa cổ kính và có truyền thống rất lâu đời ở ngoài miền Bắc. Về tuổi đời thì chùa này là được gần 1.800 năm lịch sử rồi và được rất nhiều triều đại vua chúa cúng bái cũng như là tôn tạo. Đây, cái vùng vách này là cái vùng vách bên hông bên tả các bạn nhé. Sẽ đối xứng với bên hữu qua trục dọc của nhà. Phải nói là cái kiến trúc của chùa Đậu này là một kiến trúc, một công trình kiến trúc đỉnh cao luôn. Rất có giá trị về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, tâm linh. Càng review về các kiến trúc cổ thì tôi càng thấy say mê. Thực sự say mê các bạn ạ. Bởi vì là Việt Nam mình cái kiến trúc cổ rất đẹp, rất nghệ thuật. Nhưng tôi thấy rất nhiều bạn không để ý và các bạn cứ hay tập trung đề cao review các kiến trúc bên nước ngoài, ví dụ như ở bên Trung Quốc chẳng hạn. Kiến trúc Trung Quốc cũng rất đẹp và cũng có lịch sử rất lâu đời. Thế nhưng mà tôi nghĩ là kiến trúc Việt Nam cũng đâu kém gì đâu, đúng không? Còn cái vùng này là cái vùng của dãy nhà dọc này, nối hai cái dãy nhà ngang này. Tạo thành cái trục dọc của chiếc công này. À, ba cái gian nhà này, ba cái tòa nhà này tạo thành cái chiếc công. Đây chính là nội công này. Đó. Nếu các bạn nhìn từ trên cao xuống ấy, nhìn cái kiến trúc mái ấy, thì các bạn sẽ nhìn thấy ra đây là chiếc công, chữ Hán nhé. Về tôi sẽ ghép cái hình chữ công, ảnh chữ công vào cho các bạn coi. Thì các bạn sẽ giống ra. Đó. Thì clip này tôi đã review xong cho các bạn cái
bên ngoài, cái kiến trúc bên ngoài của cái gian hậu cung, gian hậu cung của Tam Bảo. Thì xin lỗi các bạn là hậu cung không mở cửa, thâm ra tôi không review được bên trong đâu, nên chỉ review được bên ngoài thôi. Còn review bên trong ấy, tôi chỉ review được cái gian nhà ngang phía trước này, với lại cái gian trục dọc này của Tam Bảo. Thì tôi sẽ review ở cái clip sau cho các bạn nhé. Đó. Nếu các bạn thấy clip hay và ý nghĩa thì hãy tặng cho ekip chúng tôi một nút like, nút subscribe, nút chia sẻ. Nếu các bạn cần trao đổi gì thì cứ comment xuống phía dưới để chúng ta trao đổi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau. Xin chào.